Mạc Đăng Dung sinh năm 1483, dưới thời vua Lê Thánh Tông, người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, nay thuộc Hải Phòng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đăng Dung là cháu bảy đời của Mạc Đĩnh Chi, một đại thần tiếng tăm lừng lẫy thời nhà Trần. Mạc Đăng Dung thuở nhỏ nhà nghèo, làm nghề đánh cá. Khi lớn lên, dưới thời vua Lê Uy Mục có tuyển võ sĩ, Đăng Dung dự thi môn đánh vật, trúng đô lực sĩ, được xung vào đội quân túc vệ hầu cận nhà vua. Trong hàng ngũ võ quan nhà Lê, Mạc Đăng Dung tỏ ra là người thật thà, ngay thẳng. Năm 1508, ở tuổi 25, Đăng Dung được thăng đến chức đô chỉ huy sứ, vào hàng quan tam phẩm. Lê Uy Mục là một ông vua hoang dâm tàn bạo, say đắm tửu sắc, đến nỗi sứ nhà Minh Sang trông thấy gọi là quỷ vương. Năm 1509, Lê Uy Mục bị Lê Tương Dực lật đổ. Vua Tương Dực lên ngôi, ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt, song lại chơi bời vô độ, xây dựng liên miên, dân nghèo thất nghiệp, trộm cắp nổi lên, nhiều nơi giấy binh làm loạn, dẫn tới sự suy vong của nhà Lê Sơ. Năm 1516, tướng Trịnh Duy Sản giết Lê Tương Dực, rồi lập vua mới là Lê Chiêu Tông lên ngôi. Bấy giờ, vua Chiêu Tông mới có 14 tuổi, chưa quyết đoán được, mà triều thần thì không có ai là có chí giúp nước, đến nỗi bên ngoài thì giặc cướp nổi lên khắp nơi, bên trong thì các quan đại thần sinh ra hiểm thù, đem quân đánh lẫn nhau, vua cũng không ngăn được. Chiêu Tông không biết trông cậy vào ai, bèn phái người ra Hải Dương gọi Mạc Đăng Dung về triều, phong cho làm Vũ Xuyên Hầu, trao hết binh quyền để dẹp loạn trong nước. Đăng Dung thấy triều đình rối loạn, nên nảy sinh mưu đồ khác. Ông vừa đánh dẹp trừ được phản loạn, vừa thu phục về làm vây cánh của mình, cho nên thế lực ngày càng mạnh. Lúc này, quyền thế của Mạc Đăng Dung rất lớn. Ông ta gây dựng vây cánh, kiểm soát toàn bộ triều đình, cử những người thân tín làm các chức vụ quan trọng, lại tiến vua một mỹ nhân vào làm cung tần để dò la tin tức. Khi đó, Đăng Dung đi bộ thì lọng phượng dắt vàng, đi thủy thì thuyền rồng dây kéo, ra vào cung cấm không kiêng sợ điều gì. Trước sự lớn mạnh của thế lực Mạc Đăng Dung, vua và các cựu thần nhà Lê không bằng lòng, nhưng bất lực. Nghe theo lời một số cận thần trung thành, đêm ngày 27 tháng 7 năm 1522, Chiêu Tông rời kinh thành chạy sang Sơn Tây, hiệu triệu bốn phương hỏi tội Mạc Đăng Dung. Hào kiệt các nơi nghe lời hiệu triệu của nhà vua, theo về cũng nhiều, lại có tướng Trịnh Tuy ở Thanh Hóa đem hơn 1 vạn quân ra giúp. Trong tình huống kinh thành trống vắng, vua không còn ở kinh sư, Mạc Đăng Dung bàn với các đại thần tôn hoàng đệ tên là Xuân Lên ngôi hoàng đế, đó là vua Lê Cung Hoàng. Tuy vậy, Lê Chiêu Tông lại nghe lời hoạn quan Phạm Điền, bắt giết thuộc tướng của Trịnh Tuy là Nguyễn Bá Kỷ, làm cho lòng người ly tán. Trịnh Tuy tức giận, bắt Chiêu Tông đem về Thanh Hóa, không liên kết với các tướng quanh kinh thành đang giúp Lê Chiêu Tông, do đó lực lượng ủng hộ vua Chiêu Tông nhiều người giải tán. Năm 1525, Mạc Đăng Dung tiến đánh Trịnh Tuy ở Thanh Hóa. Trịnh Tùy thất thế rồi qua đời, Chiêu Tông bị bắt giải về kinh sư. Sau đó, Đăng Dung tiếp tục đánh dẹp các lực lượng trung thành với Lê Chiêu Tông do các tướng Giang Văn Dụ, Hà Phi Chuẩn đứng đầu. Sau khi các lực lượng chống đối đều bị dẹp, mọi quyền lực đều thuộc về Mạc Đăng Dung. Tháng 12 năm 1526, Đăng Dung bí mật sai người sát hại Lê Chiêu Tông. Đến năm 1527, Mạc Đăng Dung bắt các quan nhà Lê thảo bài chiếu truyền ngôi cho mình. Lê Cung Hoàng và Hoàng Thái Hậu đều bị giết cả. Bấy giờ, triều thần có nhiều người không phục họ Mạc, hoặc quay về hướng Lam Kinh mà tuẫn tiết theo vua Lê, hoặc chửi bới Đăng Dung mà bị giết đi. Mạc Đăng Dung lên ngôi hoàng đế, tức là Mạc Thái Tổ, thành lập nên một triều đại mới ở nước ta, đó là nhà Mạc. Mạc Thái Tổ lên ngôi, ban lệnh đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu là Minh Đức năm thứ nhất, vẫn đóng đô ở Đông Kinh, lấy Hải Dương làm kinh đô thứ hai, gọi là Dương Kinh, lập cung điện ở Cổ Trai, truy tôn miếu hiệu, xây dựng mộ phần cho tổ tiên họ Mạc. Nhà Mạc tuy đã làm vua, nhưng sợ lòng người vẫn còn nhớ đến nhà Lê, cho nên mọi việc đều theo phép cũ của nhà Lê chứ không thay đổi gì nhiều. Sau khi lên ngôi được 1 năm, tức năm 1528, Mạc Thái Tổ sai người sang Yên Kinh báo với nhà Minh với nội dung là con cháu họ Lê không còn ai thừa tự nữa, dặn cho đại thần họ Mạc tạm trông coi việc nước, cai trị dân chúng. Vua Minh không tin, cử sứ giả sang dò la tin tức. Thái Tổ sai người trả lời bằng lời lẽ văn hoa, đem nhiều vàng bạc đút lót. Đến khi sứ giả nhà Minh về, mật tâu với vua Minh là con cháu nhà Lê đã hết, đã ủy thác cho họ Mạc, người trong nước đều theo phục cả. Vua Minh mắng sứ giả, Mạc Thái Tổ sợ vua Minh hỏi tội, liền lập mưu cắt đất hai châu Quy, Thuận và dâng hai tượng người bằng vàng, bạc cùng châu báu vật lạ. Vua Minh nhận, từ đó Bắc Nam thông hiếu đi lại. Năm 1530, Mạc Thái Tổ làm vua được 3 năm, tự thấy mình tuổi già, bèn truyền ngôi cho con trưởng là Đăng Doanh, tự xưng làm Thái Thượng Hoàng, ra ở điện Trường Quang, coi nghề đánh cá là thú ngao du tự lạc. Thái tử Đăng Doanh lên kế vị, đó là Mạc Thái Tông, dựng cung điện nguy nga cho cha ở, mỗi tháng vào ngày 8 và ngày 22 dẫn bá quan tới triều kiến.
Theo sử gia Lê Quý Đôn, Mạc Thái Tổ về cổ trai là để trấn giữ nơi căn bản, làm ngoại viện cho con nhưng vẫn quyết định những việc trọng đại. Mạc Thái Tông là người chú trọng việc khoa cử. Ông mở các khoa thi đều đặn 3 năm một lần và chọn được nhiều nhân tài ra giúp nước. Trong số đó, nổi bật nhất là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, đỗ đầu năm 1535, người có ảnh hưởng to lớn đến triều đại nhà Mạc và toàn bộ nền chính trị của Đại Việt thế kỷ 16. Năm 1536, Mạc Thái Tông sai Khiêm quận công Mạc Đình Khoa tu sửa lại trường Quốc Tử Giám. Khi mới lên ngôi, Thái Tông thấy trong nước nhiều trộm cướp, bèn ra lệnh cấm dân các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn và binh khí đi ngoài đường. Ai trái lệnh sẽ bị trị tội. Từ đó những người buôn bán chỉ đi tay không, không phải mang khí giới tự vệ. Do vậy, theo sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn, trong vài năm, trộm cướp biệt tâm, súc vật tối đến không phải dồn vào chuồng, cứ mỗi tháng một lần kiểm điểm lại. Liên tiếp trong mấy năm được mùa, nhân dân được no đủ, trong nước được yên ổn. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng ghi nhận tình hình đất nước dưới thời Mạc Thái Tông. Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi. Cần biết rằng, Đại Việt Thông Sử hay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều do các sử quan thời Lê Trịnh biên soạn, đó là triều đại coi nhà Mạc là kẻ thù. Vậy ngay cả kẻ thù cũng phải tán dương thời kỳ cai trị của Mạc Thái Tông, chứng tỏ đó là một giai đoạn rất thịnh vượng. Thời Mạc Thái Tông trị vì, tuy tình hình xã hội yên ổn, nhưng cũng có một số cuộc nổi dậy của tàn dư nhà Hậu Lê. Từ năm 1529, một quý tộc Hậu Lê là Lê Ý khởi binh chống lại nhà Mạc ở Thanh Hóa. Mạc Thái Tổ đã mang quân đi đánh nhưng không được. Tháng 8 năm 1530, sau khi lên ngôi, Mạc Thái Tông hội binh ở huyện Hoàng Hóa đánh Lê Ý, sai Mạc Quốc Trinh lĩnh thủy quân đi trước. Lê Ý đón đánh được cả hai đạo quân Mạc. Mạc Thái Tông phải án binh cố thủ. Đến tháng 11, Thái Tông sai Quốc Trinh ở lại cầm quân, còn mình rút về kinh thành. Lê Ý thắng liền mấy trận, có ý chủ quan, bị Quốc Trinh bắt được, giải về kinh đô xử tử. Đầu năm 1531, một tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim khởi binh chống nhà Mạc ở Ai Lao, mang quân về đánh Thanh Hóa. Thái Tông sai Tây Quốc công Nguyễn Kính vào đánh. Nguyễn Kim đánh thắng được Nguyễn Kính hai trận, chia quân giữ các huyện. Tháng 9, trời đổ mưa nhiều, quân Mạc thừa cơ đem thủy quân tiến đánh, quân Nguyễn Kim rối loạn phải rút về Ai Lao. Năm 1533, Nguyễn Kim tìm được một người tên Lê Ninh, là con của vua Lê Chiêu Tông, đưa lên ngôi trên đất Ai Lao, đó là vua Lê Trang Tông, tái lập nhà Hậu Lê. Sử sách gọi triều đại này là Lê Trung Hưng. Từ khi Lê Trang Tông được lập, nhiều sĩ phu, tướng lĩnh bắt đầu tập hợp bên Nguyễn Kim để chống nhà Mạc, trong đó có một số tướng sĩ quân Mạc cũng sang hàng Lê. Ở vùng Tuyên Quang lại có Vũ Văn Uyên không chịu theo nhà Mạc, nổi lên cát cứ một phương. Về sau, họ Vũ truyền đời trấn giữ trên thành ở núi Bầu nên được gọi chung là Chúa Bầu. Khi nghe tin Nguyễn Kim lập Lê Trang Tông lên ngôi ở Sầm Châu mưu việc Trung Hưng, Vũ Văn Uyên sai người dâng biểu xin theo nhà Lê chống nhà Mạc. Quân nhà Lê nhiều lần tổ chức tấn công ngược về Đại Việt nhưng không thành công. Mãi đến năm 1539, Nguyễn Kim mới chiếm được đất Lôi Dương ở Thanh Hóa, sang năm sau lại tiến vào Nghệ An. Kể từ đó, sử sách gọi nhà Mạc là Bắc Triều và nhà Lê Trung Hưng là Nam Triều. Đất nhà Mạc bắt đầu bị chia cắt. Đồng thời với việc đánh nhà Mạc, nhà Lê cũng nhiều lần cử sứ giả sang Trung Quốc kể tội với vua Minh việc nhà Mạc cướp ngôi. Nhà Minh bèn mượn cớ giúp nhà Lê đánh Đại Việt, nhiều lần đưa quân áp sát biên giới. Mạc Thái Tông một mặt tăng cường phòng bị, tập luyện quân đội, một mặt sai Nguyễn Văn Thái và Tùy Tùng sang trấn Nam Quan ở Quảng Tây dâng biểu xin hàng, biện hộ rằng Lê Duy Ninh là con của Nguyễn Kim được dựng lên, không phải dòng dõi nhà Hậu Lê. Nhà Minh muốn để cho hai phe đánh nhau nên án binh bất động, không tiến nữa. Năm 1540, Mạc Thái Tông bệnh mất, trị vì được 10 năm, thọ 40 tuổi. Thượng Hoàng lập con trưởng của Thái Tông là Mạc Phúc Hải lên kế vị, đó là Mạc Hiến Tông. Trong thời gian trị vì của mình, Hiến Tông tiếp tục có những cải cách tiến bộ và cũng coi trọng nghề văn. Trong 6 năm, ông đã cho mở 2 khoa thi để kén chọn hiền tài. Lúc bấy giờ ở Trung Quốc, Minh Thế Tông có ý muốn chiếm Đại Việt, nhưng quan lại nhà Minh nhiều người dâng sớ can rằng nên dùng biện pháp mềm dẻo mà giải quyết việc biên giới phía Nam, rút kinh nghiệm thất bại của các đời vua trước. Vua tôi nhà Minh bàn đi bàn lại hàng tháng trời, cuối cùng Minh Thế Tông cũng quyết chiếm nước ta làm quận huyện. Năm 1540, vua Minh cử Cửu Loan mang quân đến áp sát biên giới Đại Việt. Nhà Mạc đứng trước nguy cơ của một cuộc xâm lăng đang đến gần, trong khi nhà Lê ở phía Nam vẫn là mối đe dọa lớn. Nhưng Mạc Thái Tổ cũng biết rằng nội bộ nhà Minh không đồng lòng đánh nước ta.
Tháng 11 năm đó, Mạc Thái Tổ để cháu là Hiến Tông ở lại giữ nước, rồi cùng với bề tôi hơn 40 người tự trói mình đến Ải Nam Quan, quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử, dâng đất sáu động của Châu Vĩnh An, lại xin ban chính sóc, cho ấn chương để coi giữ việc nước và chờ lệnh khác. Đồng thời ông cũng sai sứ mang biểu đầu hàng sang Bắc Kinh. Ngoài ra, Mạc Thái Tổ còn mang nhiều vàng bạc đút lót cho quan nhà Minh, mong chúng nói đỡ cho trước mặt vua Minh. Cửu Loan và bọn thuộc hạ vốn ngại chinh chiến phương Nam, lại nhận được tiền bạc rồi, cái lòng nhiệt thành vị quốc cũng nguội đi. Hắn bèn lấy cớ nhà Mạc đã đầu hàng để sai người về triều khuyên vua Minh bãi binh, kể hết việc Đăng Dung trói mình quỳ lại, lại nói nếu chưa tha tội được cho Đăng Dung thì mong hãy tha cho cháu là Mạc Phúc Hải. Còn như Lê Duy Ninh, tuy xưng là con cháu nhà Lê nhưng tung tích chưa rõ ràng. Tháng 3 năm 1542, vua Minh phong cho Mạc Đăng Dung làm An Nam Đô thống ti sứ, cho ấn bạc và cũng cho thế tập. Từ đó, Bắc Nam hòa hiếu, không có sự tranh chiến gì nữa. Mạc Thái Tổ Đăng Dung là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử. Việc phế bỏ vương quyền của họ Lê, cắt đất cầu hòa, quỳ lại một viên quan Trung Quốc, nhận lịch Trung Quốc và chức An Nam Đô thống ti sứ, coi Đại Việt như một tỉnh của nhà Minh, đã khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích của các sử gia, trí thức nước Việt trong các thời kỳ Lê Trịnh, Nguyễn. Phần lớn họ không coi nhà Mạc là một triều đại chính thống của Việt Nam. Các sử gia hiện đại đã đánh giá lại vai trò lịch sử của Mạc Đăng Dung theo hướng cởi mở, khách quan hơn. Những kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự ra đời của nhà Mạc và những động thái chính trị, quân sự của Mạc Thái Tổ là phù hợp với những quy luật phát triển của bối cảnh bấy giờ, khi nhà Lê đã suy sụp không còn trị nước được nữa. Việc quỳ lại quan nhà Minh và cắt đất cầu hòa được các sử gia hiện đại đánh giá là hành động khôn ngoan, đầu hàng giả vờ để giành độc lập thực sự cho đất nước, chấp nhận hy sinh danh dự cá nhân. Nhờ sự nhẫn nhục của Mạc Thái Tổ, khi đó đã là một ông già gần 60 tuổi, không còn tham vọng quyền lực, Đại Việt trên danh nghĩa là lệ thuộc Trung Hoa, nhưng trong thực tế vẫn độc lập một phương, được nhà Minh công nhận. Giả như Mạc Thái Tổ chống cự quân Minh như họ Hồ, nước ta bị tái đô hộ, thì nhân dân ta còn khổ biết bao nhiêu nữa. Còn những vùng đất cắt cho nhà Minh, thực chất là những vùng đang tranh chấp, là khu vực núi cao hiểm trở, ít dân cư sinh sống, mà các động trưởng ở đây cũng thường tùy theo tình hình thực tế mà thay đổi thái độ thần phục đối với Trung Hoa hoặc Đại Việt. Về phần nhà Lê Trung Hưng, tuy được các sử gia phong kiến coi là chính thống, chính nghĩa, nhưng lại sai sứ sang nhà Minh kể tội nhà Mạc cướp ngôi, tạo cái cớ cho nhà Minh xâm lược Đại Việt. Hơn nữa, nhà Mạc bấy giờ đã ổn định lại được tình hình đất nước vốn rất loạn lạc cuối thời Lê Sơ, thu Giang Sơn về một mối, nhân dân an cư lạc nghiệp, cớ sao lại còn khởi binh chống lại. Vậy hành động của nhà Lê Trung Hưng rốt cuộc là vì nghĩa hay vì lợi? Mạc Thái Tổ cắt đất cầu hòa trở về được một năm thì mất, tức là trước khi được vua Minh sắc phong. Ông trị vì được 3 năm, làm Thái Thượng Hoàng 11 năm, thọ 58 tuổi. Trước khi qua đời, Thái Tổ có để lại di chúc dựng đàn chay cúng Phật và khuyên Mạc Hiến Tông phải nhanh chóng về kinh sư để trấn an nhân tâm, lấy xã tắc làm trọng. Năm 1543, Lê Trang Tông cùng với Nguyễn Kim đem quân ra đánh Bắc Triều. Tổng trấn Thanh Hóa là Dương Chấp Nhất dẫn quân ra giả hàng Trang Tông. Nam Triều lấy lại được Tây Đô. Tháng 5 năm 1545, Trang Tông lại đích thân kéo quân ra Yên Mô, Ninh Bình, lúc này Dương Chấp Nhất lại làm phản nhà Lê, hạ độc giết Nguyễn Kim rồi trở về với nhà Mạc. Đại tướng bị giết, Lê Trang Tông buộc phải lui binh. Nhân cơ hội đó, Mạc Hiến Tông bèn cho quân đuổi đánh Lê Trang Tông. Lúc này, Trang Tông cho con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm lên chức tiết chế, nắm giữ binh quyền để chống lại nhà Mạc. Năm 1546, Mạc Hiến Tông qua đời, trị vì được 6 năm, thọ 29 tuổi. Con trưởng là Mạc Phúc Nguyên còn nhỏ tuổi lên kế vị, đó là Mạc Tuyên Tông, chú là Mạc Kính Điền Nhiếp Chính. Triều Mạc đến đây đã bắt đầu lục đục. Nguyên nhân là khi Mạc Hiến Tông mất, tướng Phạm Tử Nghi muốn lập con thứ của Thái Tổ là Mạc Chính Trung lên làm vua. Việc không thành, Phạm Tử Nghi sinh lòng khác, bí mật học một số tướng sĩ nổi lên làm phản. Mạc Kính Điền mang quân đi đánh mấy lần không được. Về sau, Phạm Tử Nghi thất thế, phải cùng với Mạc Chính Trung chạy sang Trung Quốc. Chính Trung ở đất Minh, tự nhận mình là người thừa kế hợp pháp của Mạc Thái Tổ. Nhà Minh nghi ngờ Mạc Tuyên Tông không phải dòng dõi họ Mạc, bèn sai sứ đưa thư sang hỏi. Mạc Kính Điển phải hộ tống Mạc Tuyên Tông lên Ải Nam Quan, gặp sứ nhà Minh xin phong. Thượng thư bộ lễ nhà Minh đòi phải tra xét lại, sau cũng chấp thuận việc cầu phong cho Mạc Tuyên Tông. Năm 1549, Phạm Tử Nghi lại đem Mạc Chính Trung quay về Yên Quảng định đánh Đông Kinh. Mạc Kính Điển mang quân đi dẹp, sai kẻ dưới quyền lửa bắt được Tử Nghi đem chém. Mạc Chính Trung bỏ chạy sang Trung Quốc và bị giết. Trong việc đánh dẹp Phạm Tử Nghi, tướng Lê Bá Ly vì lập được công lớn nên được Mạc Tuyên Tông và Mạc Kính Điển trọng dụng. Cha con hai đại thần khác là Phạm Quỳnh và Phạm Giao đem lòng ghen tị, gièm pha Bá Ly với Mạc Tuyên Tông. Tuyên Tông còn nhỏ tuổi, tin theo lời cha con Phạm Quỳnh.
Tháng 2 năm 1551, Phạm Giao tự ý đem quân vây đánh Lê Bá Ly nhưng bị Bá Ly đánh bại. Mạc Tuyên Tông bèn cho quân tiếp ứng cho Phạm Giao. Bá Ly một mặt cho quân kháng cự, một mặt dâng sớ tâu lên nhà vua là không có ý mưu phản, nhưng Tuyên Tông không tin. Lê Bá Ly tức giận đem quân về Thanh Hóa đầu hàng nhà Lê Trịnh. Vua Lê Trung Tông vui mừng, liền phong Lê Bá Ly tước Phụng Quốc Công. Nhà Mạc cùng lúc bị mất nhiều tướng giỏi, còn thanh thế nhà Lê Trung Hưng thì trở nên mạnh mẽ. Tháng 5 năm 1552, Lê Trung Tông sai Thái Sư Trịnh Kiểm xuất quân đánh nhà Mạc. Mạc Tuyên Tông phải bỏ Đông Đô chạy. Lê Bá Ly thấy thế nhà Mạc suy giảm, dâng sớ xin đón Lê Trung Tông về Đông Đô, nhưng Trịnh Kiểm lượng sức thấy chưa thể thắng nổi quân Mạc nên không thuận theo. Đánh thắng trận nhưng Trung Tông lại lui binh về Thanh Hóa. Mạc Tuyên Tông chiếm lại Đông Đô, sai Kính Điển đóng tại Yên Mô và các tướng khác trấn giữ Sơn Nam, Sơn Tây. Ông xuống chiếu cấm quan quân ở các nơi không được sách nhiễu nhân dân, nên trên dưới vẫn yên, kỷ cương lại đúng đắn. Năm 1554, Trịnh Kiểm đem quân đi đánh Thuận Hóa. Khi quân Lê Trịnh tiến vào phía Nam, các quan lại nhà Mạc và các hào trưởng địa phương phần lớn đều đi theo. Tướng nhà Mạc ở Thuận Hóa là Hoàng Bôi mang quân ra đánh, bị tử trận. Quân Mạc bị phá tan, nhà Lê Trịnh lấy được Thuận Hóa và Quảng Nam. Từ đó, toàn bộ lãnh thổ Đại Việt chính thức chia làm hai nửa, từ Ninh Bình trở ra trong tay nhà Mạc, từ Thanh Hóa trở vào trong tay nhà Lê Trịnh. Năm 1556, Lê Trung Tông qua đời, không có con nối dõi. Việc binh quyền ở Nam triều bấy giờ đều nằm trong tay Trịnh Kiểm cả. Trịnh Kiểm đã lưỡng lự muốn xưng làm hoàng đế, nhưng sau nghe theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm cho tìm người cháu của ông Lê Trừ là anh vua Lê Thái Tổ, tên là Duy Bang lập lên làm vua, đó là Lê Anh Tông. Năm 1557, Mạc Tuyên Tông sai Mạc Kính Điển đánh Thanh Hóa. Từ khi Lê Anh Tông lên ngôi, Trịnh Kiểm liên tiếp xuất quân chống lại nhà Mạc suốt từ năm 1557 đến 1564. Khi này, nhà Mạc uy thế yếu hơn so với thế lực Lê Trịnh. Quân Lê Trịnh đã chiếm lại được nhiều vùng của nhà Mạc, song vẫn chưa dám vào kinh đô vì nhà Mạc có giảm về thế và lực nhưng cũng chưa đến mức chỉ bị động đối phó. Thậm chí, nhiều phen Mạc Kính Điển xuất quân đánh vào tận Thanh Hóa, có trận Mạc Tuyên Tông thân chính đốc xuất binh mã và nhiều trận thắng lớn. Nhìn chung, chiến tranh Nam Bắc Triều trong giai đoạn này vẫn ở thế giằng co, không bên nào chiếm được ưu thế. Trong khi chiến tranh còn chưa phân thắng bại, năm 1561, Mạc Tuyên Tông bị bệnh đậu mùa và qua đời, trị vì được 15 năm, khi đó khoảng ngoài 20 tuổi. Con trưởng là Mạc Mậu Hợp mới 2 tuổi lên kế vị. Hai người chú của Tuyên Tông là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng làm phụ chính. Lợi dụng tình hình đó, nhà Lê Trịnh ở phía Nam liên tiếp mở những cuộc tấn công ra Bắc. Mạc Kính Điển bấy giờ tuổi đã cao nhưng vẫn phải cầm quân đi đánh. Kính Điển tổ chức những trận đánh thọc sâu vào Thanh Hóa, buộc Thái sư phụ chính của Nam Triều là Trịnh Kiểm phải lui quân về giữ Tây Đô. Năm 1567, Trịnh Kiểm ốm nặng, phải trao binh quyền cho con là Trịnh Cối và giao cho người em vợ là Nguyễn Hoàng trấn thủ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Đầu năm 1570, Trịnh Kiểm chết, con cả là Trịnh Cối lên thay, người con thứ là Trịnh Tùng cũng nổi lên tranh quyền. Thấy nội bộ Nam Triều lục đục, Mạc Kính Điển nhân thế đem hơn 10 vạn quân đánh thẳng vào Thanh Hóa. Cuộc tấn công này kéo dài trong suốt năm 1570, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Trước thế tấn công quyết liệt của Mạc Kính Điển, lại bị kẹp giữa hai thế lực là quân Mạc và quân Trịnh Tùng. Trịnh Cối không chống nổi, bèn đem vợ con cùng nhiều tướng lĩnh Nam Triều chạy sang hàng nhà Mạc. Trịnh Tùng cầm quân Nam Triều chống cự với quân Mạc. Cuối năm 1570, Kính Điển vì thiếu lương, phải rút quân về Đông Kinh. Lúc này, Lê Anh Tông phải trao quyền bính cho Trịnh Tùng. Bấy giờ, Nam Triều chỉ giữ được mỗi Thanh Hóa, bởi vì Kính Điển cho binh vào đánh Nghệ An, nên phía Nam sông Lam trở vào Quảng Nam đều thuộc nhà Mạc. Tuy nhiên, nhà Mạc sau đó lại đánh mất Thuận Hóa và Quảng Nam vì xa cách không thể cứu ứng. Tướng nhà Mạc là Mạc Lập Bạo gặp phải địch thủ lớn là Nguyễn Hoàng, bị thua trận chết. Quân Mạc còn lại ở Nghệ An mặc dù đánh thắng quân Lê nhiều lần, nhưng vì địa thế cách trở, sai Đông Kinh ở Bắc Bộ không tiếp ứng được nên cuối cùng quân chủ lực của nhà Mạc lại phải rút đi. Nhà Lê Trịnh được yên mặt phía Nam là nhờ sức của Nguyễn Hoàng. Trong những năm tiếp theo, Mạc Kính Điển nhiều lần đưa quân Nam tiến nhưng không thu lại được kết quả gì. Tháng 10 năm 1580, Mạc Kính Điển lâm bệnh mất sau 34 năm làm phụ chính cho hai vị ấu chúa nhà Mạc. Mặc dù nhà Mạc là kẻ thù của nhà Lê Trung Hưng, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do các sử gia nhà Lê biên soạn cũng phải thừa nhận. Kính Điển là người nhân hậu, dũng lược, thông minh, tài trí, nhạy bén, hiểu đời, từng trải nhiều gian nan nguy hiểm, cần lao, trung thành. Hay sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn cũng chép rằng, ông tiếp đãi quan liêu có lễ độ, đối với quân sĩ có ân nghĩa, từng trải qua biết bao sự gian hiểm mà vẫn cần lao trung thành, thời bấy giờ tựa vào ông làm trọng. Khi ông chết, lòng người trong nước đều dao động.
Sau cái chết của Mạc Kính Điền, vương triều nhà Mạc ngày càng đi xuống. Mạc Mậu Hợp bấy giờ tuy đã trưởng thành nhưng không quyết đoán được việc gì, trao hết quyền chính cho Mạc Đôn Nhượng. Song, Đôn Nhượng vốn là người nhu nhược, thiếu tính quyết đoán, nên từ ngày được bổ nhiệm không xuất quân đánh dẹp, trễ nải việc quân, việc triều chính cũng không quán xuyến được như thời Mạc Kính Điền. Trong khi đó, Mạc Mậu Hợp lại sống xa hoa, kiêu ngạo, hay nghe lời xu nịnh, ít lắng nghe lời khuyên can của các bậc trung thần. Vì thế nhiều trọng thần kể cả Văn và Võ muốn cáo quan về quê, Mạc Mậu Hợp phải ép buộc họ mới chịu ở lại. Trong một thời gian khá dài sau cuộc tranh chấp giữa anh em họ Trịnh, quân Nam Triều không đủ khả năng tấn công ra Bắc. Tuy nhiên sau khi Mạc Kính Điền mất, Trịnh Tùng bắt đầu phản công trở lại và dần dần chiếm ưu thế trên chiến trường. Việc Mạc Mậu Hợp không chú trọng tới chính sự càng khiến tinh thần quân Bắc Triều kém đi. Cuối năm 1591, Trịnh Tùng khởi 5 vạn đại quân, chia thành 5 đạo đánh ra Bắc. Quân Lê Trịnh từ Tây Đô đi gấp hơn 10 ngày, đến núi Mã Yên thuộc huyện Quốc Oai thì đóng lại. Mạc Mậu Hợp cũng điều động tất cả quân 4 vệ và 5 phủ được hơn 10 vạn, chia ra làm 3 đạo, cho các tướng dẫn 2 đạo tả hữu. Mạc Mậu Hợp tự dẫn trung quân, đến đóng đối trận với quân Trịnh Tùng. Ngày 27 tháng 12 năm 1591, hai bên bắt đầu giao chiến, đánh nhau giáp lá cả suốt ngày đêm. Trận chiến diễn ra từ ngày hôm đó sang đến tận đầu năm sau. Tới ngày 3 tháng 1 năm 1592, quân Mạc thua trận. Mạc Mậu Hợp bỏ kinh thành chạy sang bến Bồ Đề, bên kia sông Hồng, để Mạc Ngọc Liễn và các tướng ở lại chống giữ. Ngày 6 tháng 1, hai bên hỗn chiến một trận ác liệt nữa. Quân Mạc lại thua trận, phải bỏ lũy rút lui. Thành Đông Kinh thất thủ. Trịnh Tùng tuy đánh thắng liên tục, nhưng do lực lượng chưa đủ, lại có sông Hồng ngăn trở nên đành lui về Thanh Hóa. Mạc Mậu Hợp thấy Trịnh Tùng rút đi, cho rằng quân Nam Triều yếu. Khi trở về kinh thành, ông lại ăn chơi hưởng lạc như cũ, không lo lắng việc phòng chống quân Nam và tổ chức phản công. Lão tướng nhà Mạc là Nguyễn Quyện sinh được 2 con gái. Con gái lớn là hoàng hậu của Mạc Mậu Hợp, con gái thứ Nguyễn Thị Nhiên là vợ tướng Bùi Văn Khuê. Tháng 8 năm 1592, Nguyễn Thị Nhiên vào cung thăm chị, Mạc Mậu Hợp thấy sắc đẹp của Nhiên nên muốn chiếm đoạt, bèn giữ lại trong cung, dự định triệu Bùi Văn Khuê về kinh để giết. Nguyễn Thị Nhiên sợ hãi, sai người hầu cận chạy đi mật báo cho chồng. Văn Khuê biết chuyện, liền dẫn quân bản bộ về giữ Hạt Gia Viễn, không theo mệnh lệnh của triều đình. Mạc Mậu Hợp mấy lần cho gọi cũng không tới, bèn sai tướng dẫn quân tới hỏi tội Văn Khuê. Tháng 10 năm 1592, Bùi Văn Khuê trưng binh chống giữ, sai con trai chạy vào Nam yết kiến Trịnh Tùng, khóc lóc tố cáo sự tình, xin đầu hàng và xin cho quân cứu viện. Thế là Bùi Văn Khuê cùng cánh quân thủy, vốn là sở trường của quân Mạc, về hàng Nam Triều. Trịnh Tùng bèn sai Hoàng Đình Ái dẫn một đạo quân đi trước để cứu Bùi Văn Khuê, còn bản thân khởi đại binh theo sau. Nhiều tướng lĩnh khác nhà Mạc vì thất vọng Mạc Mậu Hợp cũng sang hàng Nam Triều. Liên tiếp hơn 10 tướng Mạc sang hàng Lê. Tình hình nhà Mạc ngày càng nguy cấp, khi đó trong triều chỉ còn trông cậy vào một mình Mạc Ngọc Liễn. Tháng 11 năm 1592, quân Nam Triều chia hai đường thủy bộ cùng đánh từ Hát Giang. Mạc Ngọc Liễn dàn chiến thuyền chống cự, đóng cột gỗ dưới lòng sông, đắp lũy trên bờ cố thủ. Trận chiến diễn ra ác liệt trong hơn 10 ngày. Tới ngày 14 tháng 12, lũy quân Mạc bị quân Nam Triều phá, Ngọc Liễn bỏ thuyền chạy về núi Tam Đảo, quân Mạc tan vỡ. Trịnh Tùng đích thân đốc bộ binh, thừa thế truy đuổi, thủy quân Nam Triều cũng ngược dòng tới cửa Nam thành Đông Kinh, đóng tại bến Sa Thảo, bắt được hơn 1000 chiến thuyền lớn nhỏ. Đêm đó, Mạc Mậu Hợp bỏ Đông Kinh chạy trốn sang Kim Thành, Hải Dương. Hoàng tộc họ Mạc lần lượt tìm đường bỏ trốn, trong khi hàng loạt tướng sĩ nhà Mạc từ sông Hồng trở về Nam kéo nhau ra đầu hàng Nam Triều. Ngày hôm sau, Trịnh Tùng hạ lệnh đem hơn 300 chiến thuyền đánh phá huyện Kim Thành. Mạc Mậu Hợp phải bỏ thành trốn chạy, quân Nam Triều thu được rất nhiều vàng bạc, của cải, bắt được Thái hậu nhà Mạc giải về Đông Kinh. Khi đến sông Bồ Đề, Thái hậu vì quá sợ mà chết. Tháng 12 năm 1592, Mạc Mậu Hợp dựng con trai là Mạc Toàn làm vua để giữ việc nước, còn bản thân tự làm tướng, quản đốc binh mã chống giữ quân Nam Triều. Tuy nhiên tới lúc đó, chính sự nhà Mạc đã không thể cứu vãn được nữa, quân Nam Triều đánh quá gấp, trong khi quân đội nhà Mạc thì đã tan rã. Trịnh Tùng chia quân đánh các ngả, phá tan quân nhà Mạc. Mạc Mậu Hợp chạy trốn nhưng không thoát, bị bắt đem về Đông Kinh. Khi ông tới trước hành doanh, Trịnh Tùng sai dàn binh mã cực kỳ uy nghiêm rồi mới cho dẫn Mậu Hợp vào yết kiến. Mấy hôm sau, Mậu Hợp bị chém đầu tại bãi Bồ Đề. Mạc Mậu Hợp trị vì được 30 năm, thọ 32 tuổi. Vì sau khi ông chết, nhà Mạc cũng mất nên ông không được đặt miếu hiệu. Nhưng theo một số công trình nghiên cứu gần đây, miếu hiệu của Mạc Mậu Hợp là Mục Tông. Khi Mạc Mậu Hợp thất thế, một người trong hoàng tộc là Mạc Kính Chỉ thu thập tàn quân, xưng làm hoàng đế ở Chí Linh, Hải Dương, lấy niên hiệu là Bảo Định năm thứ nhất, 1592. Mạc Kính Chỉ lên ngôi,
được nhiều tôn thất nhà Mạc hưởng ứng, lập bản doanh triệu tập quân sĩ, các đại thần văn võ trung thành với nhà Mạc Tôn phủ, lực lượng lên tới hàng vạn. Kính chỉ sắp đặt quan lại thành chính quyền có đầy đủ văn võ. Thấy nhà Mạc vẫn còn tàn dư ở vùng Đông Bắc, Trịnh Tùng lập tức sai quân thủy bộ tiến đánh. Nhưng quân của Trịnh Tùng vừa tới nơi thì đã bị Mạc Kính chỉ phục binh đánh cho trở tay không kịp, tan tác bỏ chạy. Kính chỉ thu nhiều thuyền bè, khí giới và binh lương. Ngay trận đầu đã thắng lớn, Mạc Kính chỉ sai đông các học sĩ Đỗ Trực làm tờ hịch bố cáo toàn bộ trấn Kinh Bắc, Hải Dương theo về nhà Mạc. Mạc Toàn bấy giờ đang lẩn trốn quân Trịnh, biết tin cũng chạy sang chỗ Kính chỉ nương nhờ, xưng là Vũ An Vương. Ngay sau thất bại, Trịnh Tùng lại sai quân tới đánh Mạc Kính chỉ. Kính chỉ cũng dàn quân dọc tuyến sông cự địch. Một dải Trường Giang chia ra thành hai nửa Nam Bắc, quân nối quân liên tiếp chiến đấu hàng tháng trời không phân thắng bại. Trịnh Tùng phải đích thân đốc đại quân vượt sông Hồng Hội với các tướng, lại thân thống lĩnh trung quân, sai một tướng lẻn đánh úp sau lưng Kính chỉ, còn Trịnh Tùng dùng thủy quân chặn vùng thượng lưu tạo thế bao vây tứ phía. Trước sức địch mạnh, Mạc Kính chỉ phải chiến đấu quyết liệt và lui lên núi Chí Linh. Trịnh Tùng tiếp tục truy kích, cuối cùng cũng bắt được Kính chỉ và nhiều tôn thất nhà Mạc, trong đó có Mạc Toàn. Tháng 2 năm 1593, Mạc Kính chỉ, Mạc Toàn cùng nhiều tôn thất nhà Mạc bị Trịnh Tùng xử tử. Vì Mạc Kính chỉ và Mạc Toàn đều chỉ làm vua được mấy tháng, kéo theo đó là sự lụi bại tàn vong của nhà Mạc, nên theo các sách sử chính thống thì họ không có miếu hiệu. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây thì miếu hiệu của Mạc Toàn là Cảnh Tông và miếu hiệu của Mạc Kính chỉ là Mẫn Tông. Sau khi Mạc Kính chỉ bị giết, một tướng cũ nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn chạy lên phía Bắc, tìm thấy người em của Kính chỉ là Mạc Kính Cung ở Văn Châu. Tháng 3 năm 1953, Ngọc Liễn lập Mạc Kính Cung làm vua, tiếp tục chống cự lại nhà Lê Trịnh. Lúc này, lòng người vẫn còn hướng về nhà Mạc, được tin Mạc Kính Cung lên ngôi, đều dẫn nhau đến quy phục. Thanh thế nhà Mạc được phục hồi nhanh chóng, lực lượng lại tăng lên mấy vạn người. Quân Mạc chiếm lại được nhiều vùng suốt từ phía Bắc tới sông Hồng, toàn bộ trấn Kinh Bắc và Hải Dương. Lực lượng nhà Mạc đi tới đâu, khắp nơi đều quy phục dựng cờ vương triều Mạc hưởng ứng. Để tranh thủ nhân tâm, tháng 4 năm 1593, Trịnh Tùng nhân danh vua Lê Thế Tông ban chiếu đại xá thiên hạ để lấy lòng người trong nước, đồng thời triệu Nguyễn Hoàng ra Bắc, đốc binh đánh quân Mạc còn lại ở Sơn Nam và Hải Dương. Quân Mạc bị thua, Mạc Kính Cung cùng một số tông thất bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng nhà Mạc ở vùng Đông Bắc vẫn còn nhiều, quân nhà Lê chưa thể dẹp hết được. Tháng 5 năm 1594, Mạc Kính Cung phong Mạc Ngọc Liễn làm thái phó và sai đem quân chiếm lại Yên Tử. Nhưng tháng 7 năm ấy, Mạc Ngọc Liễn ốm chết. Thấy nhà Lê ra sức tìm diệt, trước khi mất, Ngọc Liễn viết sớ tâu lên Mạc Kính Cung. Nhà Mạc khí vận đã hết, nhà Lê phục hưng, đó là số trời vậy, nên hãy tạm lánh, chịu khuất đợi thời, khi nào mệnh trời trở lại mới làm được. Chớ nên lấy lực chọi lực, khi hai hổ tranh nhau tất sẽ có một bị thương, lại chớ nên mời nhà Minh vào nước ta để dân chúng phải lầm than, đó là cái tội không gì lớn hơn. Năm 1598, Trịnh Tùng sai tướng Hoàng Đình Ái và Trịnh Đỗ đi đánh Mạc Kính Cung. Làm theo lời Mạc Ngọc Liễn, khi thấy quân nhà Lê mạnh, Kính Cung giấu binh ở các vùng, hết sức tránh đụng độ, rồi cùng gia quyến và mấy nghìn quân chạy sang Long Châu, Trung Quốc. Năm 1600, có ba viên tướng cũ nhà Mạc đã hàng nhà Lê, nay lại nổi loạn quay về bên quân Mạc. Nguyễn Hoàng bấy giờ đang trấn thủ Sơn Nam, lấy cớ đi đánh dẹp để xuống thuyền trốn về Thuận Hóa. Kinh thành Thăng Long trở nên rối loạn, triều chính nhà Lê chia lìa, lòng người dao động. Chúa Trịnh Tùng phải mang vua Lê Kính Tông rời bỏ kinh đô chạy vào Thanh Hóa. Cùng lúc đó, mẹ của Mạc Mậu Hợp tự xưng làm quốc mẫu, cùng tông thất nhà Mạc trở về Thăng Long và sai người đi đón Mạc Kính Cung. Tướng nhà Lê là Ngô Đình Nga cũng mang quân ra hàng, lực lượng của Mạc Kính Cung lại mạnh lên, có mấy vạn người. Tháng 8 năm 1600, Trịnh Tùng xuất quân đánh nhà Mạc. Mạc Kính Cung sai quân chặn ở Gián Khẩu. Tướng Lê là Nguyễn Khải đánh tan quân Mạc, xuôi dòng sông Hát tiến xuống. Nhiều quân Mạc bị chết đuối, mẹ của Mạc Mậu Hợp bị bắt và bị giết, Kính Cung chạy ra Kim Thành. Quân Lê Trịnh tái chiếm được Thăng Long. Trong những năm tiếp theo, quân Lê Trịnh nhiều lần tiến đánh quân Mạc. Mạc Kính Cung thua trận, phải rút lui vào rừng núi. Nhưng đến khi quân Trịnh rút đi, quân Mạc lại nhanh chóng tái chiếm các vùng Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Quảng và Lạng Sơn. Tình thế ở Bắc Bộ cứ rằng co như vậy trong hơn 30 năm. Thời kỳ Mạc Kính Cung chấp chính, tuy nhà Mạc chỉ còn vùng đất nhỏ bé phía Đông Bắc, nhưng cũng làm được không ít việc mang lại lợi ích cho quốc gia như mở trường dạy học, mở khoa thi, thu dụng nhân tài, khuyến khích phát triển nông trang, thương mại, sửa sang và xây dựng nhiều thành trì, đồn lũy, tạo được những nền tảng vững chắc để chống quân Lê Trịnh lâu dài. Năm 1594, nhà Mạc mở khoa thi, có một người con gái Hải Dương là Nguyễn Thị Duệ, theo cha lên Cao Bằng từ lúc Thăng Long thất thủ, đã giả làm con trai với cái tên Nguyễn Du để tham dự kỳ thi và đỗ trạng nguyên.
Lúc vào cung dự yến tiệc, vua Mạc kính cung thấy vị tiến sĩ trẻ tuổi, dáng mảnh mai, mặt mày thanh tú, sinh lòng ngờ vực. Nhà vua liền xét hỏi và phát hiện bà giả trai, nhưng bởi quý mến hiền tài nên vua không trách tội. Tuy nhiên theo phép tắc, bà không thể tiếp tục mang danh Trạng Nguyên. Tiếc nuối cho tài năng của người con gái trẻ, vua cho phép bà ở lại trong triều, phụ trách việc dạy học cho các phi tần. Một thời gian sau, Mạc kính cung lập bà làm tinh phi, ngụ ý khen bà vừa xinh đẹp, vừa sáng láng như một vì sao. Vì thế, dân gian còn gọi Nguyễn Thị Duệ là bà chúa sao. Bà là nữ Trạng Nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Năm 1623, Trịnh Tùng chết, con là Trịnh Tráng lên thay, nhưng triều đình nhà Lê xảy ra nội loạn. Trịnh Tráng phải mang vua Lê Thần Tông chạy vào Thanh Hóa. Nhân khi kinh thành bỏ trống, Mạc kính cung đốc xuất binh mã tiến về Gia Lâm đóng đồn. Nhân dân và quần thần văn võ triều Lê ở vùng này lại về với kính cung, những người có lòng với triều Mạc đi theo rất đông. Còn Trịnh Tráng sau khi về Thanh Hóa ổn định lại tình hình triều chính, liền xuất binh ra đánh nhà Mạc. Năm 1625, Trịnh Tráng đốc binh đánh Mạc kính cung. Quân Lê Trịnh dùng kế hỏa công đánh thắng quân Mạc, cuối cùng bắt được Mạc kính cung tại Cao Bằng, đem giải về kinh đô Thăng Long. Tháng 6 năm 1625, kính cung bị chúa Trịnh xử tử. Mạc kính cung xưng vua được 32 năm, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Các sử liệu chính thống của nhà Lê Trung Hưng và nhà Nguyễn đều cho rằng Mạc kính cung không có miếu hiệu và thụy hiệu. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của học giả Ngưu Quân Khải thì ông có miếu hiệu là Đại Tông. Trong lúc Mạc kính cung còn đang cầm quyền, một người cháu gọi ông bằng chú là Mạc kính khoan, thấy kính cung bị quân Lê Trịnh đánh thua nhiều trận, bèn tách ra tự lập, xưng làm vua năm 1623. Khi Mạc kính cung thua trận và bị giết, kính khoan chạy lên Cao Bằng cố thủ. Quân Lê Trịnh lâu ngày không bắt được ông, bị hết lương, phải rút về Thăng Long. Để bảo toàn lực lượng ít ỏi, Mạc kính khoan trá hàng nhà Lê. Ông sai sứ giả sang kêu với nhà Minh, đồng thời cho người dâng biểu về triều Lê xin quy thuận. Vua Minh vì muốn duy trì thế Nam Bắc triều ở Việt Nam để có lợi cho Trung Quốc nên đã can thiệp để họ Mạc được cát cứ ở Cao Bằng. Trịnh Tráng cũng thấy không thể diệt ngay hết được nhà Mạc, bèn nhân danh Lê Thần Tông, phong cho Mạc kính khoan chức thống quốc công và giao trấn giữ vùng biên giới. Việc nhà Lê Trịnh tiếp nhận sự đầu hàng của Mạc kính khoan còn có lý do khác, vì khi đó mâu thuẫn giữa Trịnh Tráng và con của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Phúc Nguyên ở Thuận Hóa đã rất căng thẳng. Bấy giờ, chúa Trịnh muốn khởi đại quân vào Nam để dẹp Phúc Nguyên, bởi vậy nên muốn yên ổn ở biên cương phía Bắc. Không lâu sau, vào năm 1627, cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn bùng nổ. Trong vòng 10 năm được yên phía Bắc, chúa Trịnh hai lần mang quân Nam tiến nhưng không thành công. Trong khi đó, Mạc kính khoan vẫn không chịu bỏ tước hiệu nhà Mạc, không chịu nghe theo chiếu lệnh của nhà Lê, mặt khác còn tiếp tục khôi phục thế lực. Tới năm 1638, Mạc kính khoan mất, con trai là Mạc kính vũ kế vị, lấy niên hiệu là Thuận Đức, tiếp tục chống lại triều đình Lê Trịnh. Kính khoan xưng làm vua được 15 năm, miếu hiệu là Mạc Quang Tổ. Họ Mạc sau 10 năm yên ổn vì chúa Trịnh bận đánh nhau với chúa Nguyễn, đến năm 1638, Mạc kính vũ bị Trịnh Tráng đích thân cầm quân lên đánh. Trong những năm tiếp theo, quân Trịnh nhiều lần tiến công quân Mạc ở Cao Bằng, nhưng đều không thắng nổi, lại phải rút về. Năm 1644, ở Trung Quốc, nhà Minh mất vào tay nhà Thanh. Các tông thất nhà Minh tiếp tục dựng chính quyền Nam Minh để chống chọi với Mãn Thanh tới năm 1662. Nhà Mạc dựa vào uy thế của các vua Nam Minh, tiếp tục trấn giữ Cao Bằng. Đến khi Nam Minh bất hẳn, Mạc kính vũ lại thần phục nhà Thanh để duy trì sự cát cứ. Năm 1672, chúa Trịnh và chúa Nguyễn đình chiến, lấy sông Danh làm ranh giới chia đôi đất nước. Từ đó, quân Trịnh tập trung lực lượng để củng cố miền Bắc. Năm 1677, chúa Trịnh tặc sai tướng Đinh Văn Tả mang quân đi đánh kính vũ một lần nữa ở Cao Bằng. Mạc kính vũ bị thua trận, phải chạy sang Long Châu, Trung Quốc. Kính vũ trấn giữ Cao Bằng tất cả 40 năm, lâu nhất trong các vua Mạc thời hậu kỳ. Ông chết ở đất Trung Quốc, miếu hiệu là Minh Tông. Sau khi Mạc kính vũ chạy sang Trung Quốc, chính sử Việt Nam không còn nhắc tới họ Mạc nữa. Nhưng theo một số sách sử Trung Quốc như Thanh Sử Cảo và Thanh Thực Lục, vào năm 1677, một người con của Mạc kính vũ là Mạc kính hẻ tiếp tục được các dư đảng còn lại của nhà Mạc tôn lên ngôi để chống nhà Lê. Sau khi lên làm vua, kính hẻ liên tục phải đón đánh những đợt tấn công lớn của quân Lê Trịnh. Đến năm 1681, biết quân mình quá yếu để chống cự, Mạc kính hẻ phải chạy sang Long Châu. Quân Lê Trịnh tràn vào thành, đốt phá, chém giết không ngừng. Lúc này, nhiều tướng nhà Mạc đã chán nản, về bên Lê Trịnh hoặc từ chức bỏ về quê. Mạc kính hẻ phải ở lại Long Châu và sống ở đó đến hết đời, không rõ ông bao nhiêu tuổi. Kính hẻ xưng làm vua được 4 năm, miếu hiệu là Quý Tông. Sau khi Mạc kính hẻ bị quân Lê Trịnh đánh bại, các dư đảng nhà Mạc lại tôn em trai của ông là Mạc kính quang lên làm vua. Kính quang sai sứ sang nhà Thanh cầu phong, được hoàng đế Khang Hy phong làm An Nam đô thống sứ.
Vào lúc này, quân Lê Trịnh liên tục đánh lên Cao Bằng với quyết tâm tiêu diệt họ Mạc. Năm 1683, quân Mạc đại bại, Mạc Kính Quang phải chạy sang Miến Điện lưu vong rồi uống thuốc độc tự sát, xưng làm vua được 2 năm. Tuy nhiên, cũng có thuyết cho rằng ông đã thay tên đổi họ, trở về quê nhà lẩn trốn và chết ở đó, không rõ thọ bao nhiêu tuổi, miếu hiệu là Đức Tông. Nhà Mạc đến đây mới chính thức kết thúc. Nhà Mạc tính từ khi Mạc Thái Tổ soán ngôi nhà Lê cho đến Mạc Kính Quang, truyền được 12 đời vua, tổng cộng 156 năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ Thái Tổ Mạc Đăng Dung đến Cảnh Tông Mạc Toàn, kéo dài 66 năm. Đó là thời kỳ Nam Bắc Triều phân tranh, nhà Mạc còn kiểm soát toàn bộ miền Bắc và có thực lực hùng mạnh. Giai đoạn thứ hai là từ Mạc Kính chỉ đến Mạc Kính Quang, kéo dài 90 năm. Đây là thời hậu kỳ nhà Mạc, khi nhà Lê Trung Hưng đã chiếm được kinh đô Thăng Long và quân Mạc chỉ còn tàn dư ở vùng Đông Bắc. Nhà Mạc nổi lên trong bối cảnh nhà Lê sơ suy thoái, triều chính rối ren, đánh giết lẫn nhau. Các vua Uy Mục, Tương Dực và Chiêu Tông đều không đủ năng lực cầm quyền, những quyền thần họ Trịnh, họ Nguyễn đều chứa chấp mưu đồ riêng, nông dân khắp nơi nổi dậy khởi nghĩa. Thái Tổ Mạc Đăng Dung chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm đã dẹp yên tình hình nước Đại Việt. Việc nhà Mạc thay thế một nhà hậu Lê không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước là một điều tất yếu của lịch sử. Nếu họ Mạc không nổi dậy thì các dòng họ khác cũng sẽ làm điều tương tự trong bối cảnh bấy giờ. Thời kỳ thịnh trị của Mạc Thái Tông cho thấy năng lực trị nước của nhà Mạc không hề thua kém nhà Lê, đời sống nhân dân no đủ, xã hội ổn định, không gây những xáo trộn như khi nhà Hồ thay ngôi nhà Trần. Theo sử sách, thời Mạc không có cuộc khởi nghĩa nông dân nào. Điều đó cho thấy nhà Mạc được lòng dân, ngay cả các sử gia thời Lê Trung Hưng cũng phải thừa nhận. Việc nhà Mạc tiếp tục cát cứ ở Cao Bằng và các khu vực xung quanh thêm 90 năm nữa sau khi bị nhà Lê đánh bật khỏi Thăng Long, ngoài sự can thiệp của nhà Minh, nhà Thanh, nếu không được lòng nhân dân Bắc Bộ thì không thể làm được. Nhà Mạc cuối cùng đã bị mất ngôi khi nhà Lê hồi phục nhờ sức của quyền thần. Vì vậy, các sử gia của triều Đại Thắng trận ra sức hạ thấp nhà Mạc trong sử sách. Do sự chi phối quan điểm của nhà Lê và nhà Nguyễn, nhà Mạc bị gọi là Ngụy Triều. Tuy nhiên, nếu nhà Mạc chống Lê công khai, thì họ Trịnh và họ Nguyễn cũng chỉ mượn cớ phù Lê để làm lợi cho mình mà thôi. Các nhà sử học ngày nay đã thay đổi quan điểm và xem nhà Mạc là một triều đại chính thống như các triều đại khác.